Dạ, con chào chú Anh Khoa. Dạ, chú ơi, Jimmy gọi thăm chú, mà Jimmy xin phép được quay lại cái đoạn mà gọi điện thoại này của chú cháu mình nha. Dạ, nếu được chú nói lớn giùm cho chúng cháu nghe chút xíu, là không biết bây giờ cái tình trạng sức khỏe của chú thế nào ạ? Tại vì cháu nghe cô Quế nói là chú hiện nay không khỏe cho lắm. Nó xuất hiện được lẻ này thì Dạ. chú đang nằm dưỡng bệnh ở nhà, thành ra chú tưởng là chú chết ở trong bệnh viện rồi, nhưng mà nhờ bác sĩ William Nguyễn Dạ. cứu chú, Dạ. thành ra bây giờ tình trạng chú cũng chưa biết thế nào nữa, thì bác sĩ cho buổi sinh nhiều nối tiếp. Dạ. Vì ở trong bệnh viện á, mỗi ngày chú truyền tới 8 lần buổi sinh nhiều, ba ngày 10 đêm 8 lần, là những loại trường sinh mạng Dạ. chú mới sáng nổi. Dạ. Mà chú lúc nãy chú nói là chú vào nhà thương là chú bị cái gì mà vào nhà thương ạ? Chú bị thì tự nhiên chú cảm thấy nó khó thở, rồi nó bị sốt, rồi nó nóng lạnh, rồi nó sốt nữa. Dạ. Tại vì chú ho ra máu. À, dạ. Chú nghĩ là các cái bệnh cũ chú nó chú không có thành ra chú ho mà ra máu Dạ. làm chú sợ quá, chú kêu mấy người ở trong nhà thờ chở chú đi cấp cứu, thì vô đó vô mà sơ sơ chú chuyển nước biển xong sơ rồi nó test thì nó nói bây giờ chú nói thật. Dạ. Nó nói chú bị dính Covid. Là chú bị dính Covid. Dạ, là cái dấu hiệu của chú lúc đó là chú khó thở, chú sốt với chú ho ngạt ra máu. Ho ra máu. Dạ. Này thì chú đi đi kịp thời. Dạ. Đồ nó ăn vào phổi. Ờ. Phổi của chú nó bị bệnh sẵn rồi. Thành ra cái này nó phá rồi. Dạ. Mà xin hỏi chú là chú bị cái cảm giác mà chú bị ho, bị sốt và chú vô trong nhà thương đó là khoảng nhà mấy ạ? À? Chú đi ngày đầu à, tôi được không chú gọi là được chú có ghi lại được không? Dạ. Cái ngày chú có ghi lại được không? Chú bị thật sự ra thì cái ngày chú đi hát cho cái hội thánh về ngày 22 tháng 11, cái ngày đó họ tổ chức thay nguyên. Dạ. Thì chú rất là khỏe. Dạ. Chú hát xong chú đánh trống nữa. Dạ. Chú giúp được đánh rồi, tại vì người ta cầu chú quá đi. Dạ. Nhưng mà trời cái này chú đánh đi, tại vì dễ đau bệnh lắm. Dạ. Nhưng mà người ta yêu cầu quá chú cũng từ chối. Dạ. Cái việc làm cho người này là việc thiện nữa. Dạ. Thành ra chú cũng giúp hội thánh. Dạ. Nhưng mà không là cái việc đó thành là đông người quá. Ừ. Nhiều người tới nói chuyện với chú. Dạ. Chú rất là sợ vì không ngờ là chú dính được đâu, chú mà được chú không cho ai biết đó, là tại vì chú cho biết người ta nói mình đổ thừa. Dạ. Thành ra chú về chú cảm thấy mấy ngày sau chú cảm thấy chú bị mệt. Dạ. Chú ngày nào chú cũng đi tập thể dục đó, Dạ. trong nhà đó. Dạ. Và nó sáng chú thấy chân mệt chú đi không nổi. Dạ. Nhưng bắt đầu là nó hơi sốt rồi nó lạnh. Dạ. Nhưng mà chú đọc tốt tới 103 đến 105 lần. Ôi trời là chú sợ quá. Chú gọi người bạn thân chở đi nhập viện. Dạ. Ngày 29 tháng 11. 29, dạ. 29 tháng 11. Rồi 1 tháng 12. Tháng 11 tháng 12. Tại vì lúc đó cái oxygen của chú nó không mạnh lắm. Thành ra bác sĩ có nghĩ là chú bị như vậy là sơ sơ đâu về không thuốc. Uống thuốc Tylenol, thuốc sốt gì lại nó cũng đỡ. Thành nên cho chú xuất viện ngày 1 tháng 12. Dạ. Yeah. Ngày 1 tháng 12 chú về thì được ra với cô lên. Nhưng mà thứ 2 nữa là
người 4, ngày 5, ngày 6 bắt đầu chuyển ho ra máu. À, ngày 6 chuyển ho ra máu, dạ. Ừ, rồi chúng tôi vô nhập viện trở lại ngày 7 tháng 12. Dạ. Thì chú nằm trong đó là 22 ngày. Dạ. 22 ngày nghĩa là họ làm hết sức, có nghĩa là họ làm những cái gì có thể làm để cứu chú. Nhưng mà nếu chú không có bác sĩ Việt Nam á, thì bác sĩ Mỹ cũng bỏ chú chết. À, tại vì không có ai mà lâu được với chú. Dạ, là chú nằm trong đó là 22 ngày hả chú? Nằm 22 ngày tại bệnh viện Memorial Hermann. Dạ. Mà lúc, chú, dạ, trong đó thì chú có bị hôn mê không? Chú đưa vô cái thở mà không có hôn mê. Dạ. Thành ra là họ truyền nước biển liên tục, truyền nước biển liên tục. Bây giờ chú nói khó khăn lắm. Dạ. Nhưng đi tình trạng không biết là hiện tại bây giờ chú không biết như thế nào. Dạ. Nhưng mà là bác sĩ cho chú về để điều trị tại nhà, tại vì nằm 22 ngày rồi. Dạ, dạ. Thuốc cũng cho chú plasma đó con. Dạ. Truyền một plasma, nhưng mà theo chú hiểu được là đó là huyết thanh đó. Dạ. Thành ra chú ký vào giấy thì bác sĩ mới cho truyền. Dạ. Nếu mà bị sốc gì thì chú chết thì chú chịu, nhưng mà chú kể nó tới đâu tới chú ký. Thì mà chị Nguyễn cũng thương chú là ông kiều trị hết mình, rồi mà truyền plasma cũng không hết đâu. Thành ra bác sĩ giữ lại nữa. Dạ. Cũng mạnh lắm. Dạ. Thì tới ngày 29 bác sĩ cho chú xuất viện. Dạ, 29 tháng 12 phải không chú? Đúng rồi, chú nằm được 22 ngày chú xuất viện sau ngày Giáng sinh. Dạ. Cháu xin hỏi chú là không biết bây giờ là bên Houston thì gia đình chú có ai để mà chăm sóc cho chú không? Thật sự là chú rất là cô đơn. Những cháu thì thật sự ra thì không có liên lạc với nào ở phòng riêng đó. Dạ. Nhà thì nhưng mà chúng con thấy ai còn phòng của chú như là phòng vợ chú. Dạ. Ở đây phòng chú ở là chúng con đó, đi ăn game, đi ăn ba. Dạ. Nên nó qua được mỗi năm mà nó cũng buồn quá thì cũng nổi nữa. Dạ. Nó về lại thành nó hiện tại bây giờ chú ở phòng nó. Dạ. Rồi vợ chú hồi tháng nguyên hồi 13 tây tháng 1 đúng ngày bầu cử đó. Dạ. Dạ, nó đi về hôn thành với gái thì nó cũng bệnh. Dạ. Nhưng là lâu cả hơn cả năm nay, 2 năm mà không về thăm nó. Dạ. Thì thôi anh nghĩ là chú nghĩ là thôi đi về thăm con với vợ luôn, nhưng vợ đi về thì không ngờ về được tuần lễ sau chú nhập viện luôn. À, là coi như bây giờ là con gái của chú thì đang ở bên Hùng Gia Lợi phải không chú? Ừ, nó về 2 năm. Dạ. Về 2 năm rồi vợ chú cũng mới về lại bên đó hôm 3 thì tháng 11. Ừ, nhưng mà vợ chú sẽ qua lại ngày 16 tháng này. Dạ. Tháng biển là tuần lễ được. Thành mong chú có thể chú được người trong tháng này. Dạ qua, dạ có thể chăm sóc chú. Dạ. Dạ. Dạ, tại vì Jimmy cũng được nghe cô Quế nói là chú cũng không muốn lúc ban đầu thì cũng không muốn cái chuyện này cho nhiều người biết, nhưng mà sau đó thì cô Thanh Tuyền biết thì cô Quế cũng cho cháu hay. Tại vì chú nằm ở trong bệnh viện, chú nghĩ là chú chết, nhưng mà chú không cho ai hay, mà chú im lặng tới ngày hôm nay. Thành ra chú trong đó chú cũng biết là chú tài chết, chị là chú cũng nhập viện. Thành ra chú nghĩ tâm phận của chú mà nói nữa thì bây giờ làm sao bây giờ đây, tôi ráng chịu đựng để sống được, sống cho được chết, chứ biết làm sao bây giờ. Thành ra chú nằm trong đó, chú tưởng là coi như là chú chết rồi á, nhưng mà chú biết mọi chung quanh đó, tại chú không có con. Yeah. chú có coi Facebook, có coi cháu đó, thành ra để chú biết hết đó. Yeah. Nhưng mà được không ai biết thì mình đang thôi chú im lặng. Yeah. Nhưng mà may mắn đó là bác sĩ cứu chú về đây á. Yeah. Thì chú cũng im lặng chúng ta biết đó. Yeah. Nhưng mà không ngờ thanh truyền gọi thăm thì không được, chú buộc miệng chú nói luôn. Dạ. Thì không biết bây giờ là chú ở bên đó một mình như vậy mà cả năm nay thì nghệ sĩ mình thì lại không có đi show, đi ca, đi hát, thì không biết bây giờ hiện tại bây giờ thì chú có những cái khó khăn nào hay không về vấn đề tài chính hay là ở nhà như thế nào? Thật sự thì chú sống rất là khép kín. Dạ. Chú
chịu đựng được. Nhưng mà nếu mà đang hỏi thì tôi thấy nó thật. Tôi thấy học hỏi con đứa cháu mỗi tháng được cả 600. Dạ. Rồi anh ở thì mình phải không? Mình sẽ tiếp tục hết toàn bộ. Dạ. Ừ. Rồi là 2 năm nay đâu có trả hết đâu. Dạ. Chú thì là người ca sĩ giàu có người. Dạ. Để lúc mới định thi được hơn 3 năm. 3 năm đầu hai mình thấy tránh. Nhưng mà chú cũng cố gắng hết sức mình. Để đi dọn thêm nào đi nữa. Ở mức mình chú cũng hoạt động được. Dạ. Nên chú cố gắng hết sức mình. Dạ. Nhưng mà được cái máy xô cái năm được hai năm xưa anh chú nga để chú về đây như là cá gặp nước. Dạ. Chú vui. Dạ. Nhưng mà bây giờ tình trạng như chú bệnh là COVID nữa. Thành ra cuộc sống của chú hiện tại bây giờ thật sự nó cũng rất là khó khăn chứ không phải là giàu có gì. Dạ. Quyết định mình mà nữa cố gắng sống được tới ngày thứ quốc tịch á. Dạ. Chú lấy được cái quốc tịch rồi chú về lại luôn. Thật sự ở đây giờ chú thấy khó khăn. Dạ. Mà chú ơi, chú qua đây như vậy thì chú có bảo hiểm hay không? Tại vì bị cái Covid này thì cũng cần phải bảo hiểm vô trong bệnh viện phải không chú? Hay là như thế nào? Đúng rồi, hiện tại bây giờ thật sự là chú có cái bảo hiểm mua. Ừ. Community Health Choice. Dạ. Thành ra mà không biết nó sạc chú như thế nào. Nhưng mà theo trong cái thẻ tôi thấy là nằm và nó sạc 10%. Dạ. Thì mấy năm trước thì chú nằm nó sạc, rồi chú gắn cái tay mắt cờ. Dạ. Ngoài cái mắt tim nữa. Nhưng mà may mắn là chú gắn mấy trợ tim chứ không có thì chú cũng chết rồi. Dạ. Là tại vì ho phổi rồi nữa thì nó làm tim chịu không nổi đâu. Dạ. Dạ. Dạ, cái mấy điểm trợ. Thành ra chú mới sống được ngày hôm nay. Dạ. Thành ra chú trả hàng tháng, trả góp thì mỗi tháng mới trả 76 đồng cái mấy trợ tim. Mấy trợ tim này tính ra có mấy chục ngàn đô rồi. Nhưng mà chú trả hình như là 3-4 ngàn gì đó. Mỗi tháng nó lấy 76 đồng. Dạ, yeah. Jimmy hôm nay quay cái clip này cũng muốn cập nhật cái tình hình sức khỏe của chú anh Khoa. Hiện nay không có được khỏe lắm và bị Covid. Và đặc biệt hơn nữa là trong cả năm nay thì chú cũng như tất cả nghệ sĩ thì cũng không đi show gì, mà hoàn cảnh của chú ngay cái lúc bây giờ thì cũng không có vợ con cạnh bên. Vợ chú thì tới tháng 1 ngày, có thể là cuối tháng mới qua lại đây phải không chú? Giữa tháng này vợ chú qua. Dạ, dạ. Thì bây giờ thì chúng cháu ở bên này thì cũng không có biết cái gì hơn. Thì chắc là Jimmy cùng với các cô chú bên đây, mỗi người góp một chút gửi tặng chú trong cái giai đoạn khó khăn này. Thì được không chú? Thật sự là chú rất là cảm động. Khi mà các anh chị em đồng nghiệp nghĩ đến chú, nhưng lẽ đang là chú giấu chú cho biết chú muốn làm chị ngay. Dạ. Nhưng mà mình sợ thanh trị ngoại thân. Dạ. Thành ra chú thôi, bây giờ mình cũng bị xuất hiện rồi, tôi cũng đang cho thanh trị biết. Dạ. Thì chú cũng nói thôi bây giờ nên thanh trị cũng gọi với, rồi sau nó mới gọi cháu. Dạ. Thành ra, để cho nó biết mình về. Dạ. Mình còn có nghĩa là tôi cũng đang ngủ được phần nào. Yeah. Rất cảm ơn anh chị, cảm ơn Jimmy, yeah. Cảm ơn Võ, Trần Quốc Võ là cái gọi thân. Dạ. Yeah. Chú cũng em được phần nào. Dạ. Yeah. Chú cảm động, cảm ơn người lắm. Dạ, yeah. Chú ơi, ngay cái lúc này thì không có gì quý bằng cái tình thương, cái tình cảm mà của tất cả mọi người mà khi hay tin này dành cho chú. Thì Jimmy cũng xin được phép chia sẻ câu chuyện này của chú đến với tất cả mọi người. Thì Jimmy cũng nhắc lại là chú anh Khoa đang trong cái giai đoạn khó khăn vì bị Covid này. Đáng lẽ chú không muốn cho nhiều người biết, bởi vì hổng rài thì chúng ta nghe rất là nhiều những cái tin buồn. Nào là nghệ sĩ Chí Tài mất, nghệ sĩ Lam Phương mất, cô Lệ Thu đang trong nhà thương nữa. Chú chỉ muốn một mình mà cam chịu cái căn bệnh này mà thôi. Nhưng mà khi mà cô Thanh Tuyền hay được thì đã gọi cho cô Quế và cô Quế gọi cho Jimmy, chúng ta cùng góp một bàn tay giúp chú anh Khoa ngay trong cái giai đoạn khó khăn, không có người thân bên cạnh, một mình chú ở Houston thế này. Thì cho nên Jimmy và một số các cô chú anh chị nghệ sĩ bên này cũng chia sẻ một chút gì đó cho chú. Còn nếu quý vị có muốn đóng góp hoặc là muốn gửi cho chú một chút tình nào đó thì quý vị cũng có thể là liên lạc với chú là qua số phone nào thưa chú? Phone chú có nhiều loại nữa. Dạ. 409-344-7620. Dạ, chú đọc lại một lần nữa nha. 409
3, 4, 4, 7, 6, 2, 0. Dạ. Jimmy chúc chú những ngày tới thật là khỏe hơn nữa. Và mong là sẽ thấy chú trong tương lai sẽ vẫn khỏe mạnh đứng hát trên sân khấu. Và mong chúng ta sẽ cùng cầu chúc cho ca sĩ Anh Khoa sẽ vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Chú giữ sức khỏe nha chú. Con sóng rất dài.
góc phố người thương, một thoáng xa thương đồng mãi trong tôi, nỗi nhớ không rời. Một thoáng xa thôi, đồng mãi trong tôi, nỗi nhớ không rời.